bình chọn top 10 mọi thời đại của LPL do góp mặt, khán giả quốc tế đánh giá cao Đơn Bi. Có lẽ cộng đồng cũng đã biết, tính đến hiện tại, LPL đã trải qua 10 năm kể từ khi mới hình thành đến lúc phát triển thành một trong hai giải đấu lớn nhất làng Liên Mỹ Thoại. Không chỉ về quy mô mà các đội LPL còn giành được rất nhiều vinh quang tại đấu trường quốc tế. Dĩ nhiên, đóng góp lớn nhất cho thành tích đó chắc chắn phải kể đến công đầu thuộc về các tuyển thủ. Mới đây, theo một số thông tin từ cộng đồng Liên Mỹ Thoại xứ Tỷ Dân, sẽ có một cuộc bình chọn công khai top 10 tuyển thủ xuất sắc nhất mọi thời đại của khu vực LPL nhằm kỷ niệm 10 năm của giải đấu. Tất nhiên, từ khi LPL ra đời và phát triển, số lượng tuyển thủ là vô cùng lớn và có những cái tên được xem là biểu tượng. Họ có thể còn thi đấu, đang nghỉ ngơi hoặc đã giải nghệ, nhưng chắc chắn không có những người này thì không có LPL. Đáng chú ý, SOP cũng có vinh dự góp mặt trong danh sách bình chọn trên. Trên thực tế, đây là điều dễ hiểu khi SOP là một trong những tuyển thủ đi rừng hàng đầu tại đây và đã cùng với Suning Gaming vươn lên đến vị trí Á quân chung kết thế giới 2020. Hơn nữa, SOP cũng là một trong những tuyển thủ tiên phong trong lối chơi đi rừng ăn thịt và kiểm soát. Lối chơi của SOP còn truyền cảm hứng cho những tuyển thủ như Thiên hay Kanan. Anh cũng từng cùng The Sai, Faker, Uzi và Madlai được khán giả LPL phong thần. Tuy nhiên, khả năng SOP được bình chọn không cao khi LPL có rất nhiều rừng giỏi. Đặc biệt, những cái tên như Clear Love, MLSG, Thiên hay JJ sáng cửa hơn. Ngoài ra, nhiều khán giả cũng tỏ ra ưu ái Đơn Bi khi nhận định rằng cựu vô địch chung kết thế giới 2019 luôn là nhân tố nổi bật cả trong lẫn ngoài lúc thi đấu. Có ý kiến còn cho rằng LPL có được sức hút cũng có công không nhỏ của Đơn Bi. Hiện tại, có lẽ chỉ có thể bình chọn ở mỗi vị trí hai tuyển thủ. Và như vậy, rất nhiều gương mặt tên tuổi sẽ phải nhường sân chơi cho các đồng nghiệp danh tiếng và đóng góp nhiều hơn. Nhưng chắc chắn, những cái tên góp mặt vào danh sách bình chọn đều xứng đáng là những đại diện cho một LPL hùng mạnh trong lịch sử Liên Mỹ Thoại thế giới từ trước đến nay.